Em xin chào tất cả mọi người nhé. Em lại lên một video dược liệu cho mọi người nhé. Tháng này thì em vẫn hỗ trợ ship cho tất cả các đơn từ 500.000 đổ lên mọi người nhé. Riêng mọi người lấy cao ngựa bạch thì em sẽ tặng mỗi một đơn cao ngựa bạch là 1 cân táo đỏ. Hàng đẹp, hàng ngon mọi người nhé. Chỉ giá 150.000. Bây giờ em xin phép giới thiệu một số cái dược liệu hôm nay mọi người nhé. Vẫn là sâm xuyên đá Hà Giang, sâm xuyên đá ruột vàng Hà Giang 150.000 một cân mọi người nhé, hỗ trợ rửa sạch sẽ luôn cho mọi người. Sâm cao đỏ 130.000 một cân, dứa dại Tây Nguyên 85.000 một cân, gừng đen tươi 150.000 một cân, hàng khô là 550.000 một cân mọi người nhé. Sâm béo đen hôm nay về nhiều 130 một cân, rửa sạch sẽ cho mọi người luôn nhé. Hà thủ ô hàng sô vẫn là 150.000 một cân mọi người nhé, hàng sô ạ. Sâm xuyên đá trắng 120.000 một cân, 120.000 một cân xuyên đá trắng. Dứa dại Tây Bắc cũng là 85.000 một cân mọi người nhé, hàng khô là 150.000 một cân. Cây mật gấu 100.000 một cân mọi người nhé, 100.000 một cân mật gấu. Cây mật gấu. Ngọc cẩu thì vẫn là 80.000 một cân, rửa sạch sẽ nhé mọi người nhé. Để nguyên thì là 60.000 một cân. Em có video rửa hàng, rửa đồ cho mọi người đấy. Củ hoàng tinh vẫn là 100.000 một cân hoàng tinh. Củ bình vôi mọi người nhé, 50.000 một cân, về mọi người trồng làm tiểu cảnh. Tấn khẩn 60.000 một cân, rửa sạch sẽ cho mọi người luôn, hàng lúc nào cũng về nhiều. Đấy. Tắc kè đá và cốt toái bổ cũng đồng giá 60.000 một cân mọi người nhé. Đấy. Tắc kè đá là cái dẹt dẹt như này này, còn cốt toái bổ là cái tròn như thế kia. Sâm đương quy nhé mọi người nhé, vừa vài lô sâm đương quy rất là đẹp. Đấy. Hàng tươi và gió nhé, vừa mới nhổ tối hôm qua xong mọi người nhé, rễ dài đẹp. Hỗ trợ rửa sạch sẽ cho mọi người luôn nhé. Size này là size 2 củ 1 cân, giá là 150.000 mọi người nhé. 150.000 là cái size 2 củ 1 cân này đây. Toàn những cái rất là đẹp đấy. Size này là size 3 đến 4 củ 1 cân, giá là 100.000 mọi người nhé. 100.000 một cân size này. Chuối hột rừng tươi nhé mọi người nhé, tươi vẫn là 35.000 một cân. Thì miến sợi vẫn là 80.000 nhé. Muốn mẫu mã nó chỉ khác cái vỏ ngoài thôi mọi người nhé. Nếu mọi người thích mẫu mã đẹp và bình thường thì nói hàng thái tay thì vẫn là 100.000 một cân. Ngoài ra thì các loại măng sử dụng Tết, măng lứa, măng dối, măng lưỡi lợn, lấm hương, mọc nhĩ các loại. Cái dược liệu khô thì lúc nào cũng sẵn cho mọi người nhé. Nụ hoa tam thất này, rồi các cái loại quả hạt ăn Tết như mắc ca bóc sẵn này, long nhãn này, hạt rẻ cười, bí mèo đen, bí mèo đen này ăn rất là ngon mọi người nhé. Nho khô, mít sấy, nụ hoa tam thất các loại để mọi người có thể hãm Tết uống, mời khách cũng rất là sang. Mắc ca chưa bóc nha mọi người nhé. Đấy. Ốc chó, ốc chó trắng là 100 mọi người nhé, ốc chó đỏ là 150. Các loại dược liệu khác, bí đao sấy khô 150.000, các cái thang tấn khẩn, thang minh mạng, thang mãn lực trường xuân các thứ đầy đủ hết nhé mọi người nhé. Cái hàng khô thì thời điểm này thì em cũng bán ít dần để vì tập trung vào hàng Tết. Trà sân là thằng sân 80.000 một cân. Đặc trị xương khớp người dao đỏ nhé mọi người nhé, 100.000 một cân một thang, uống trong vòng một tuần. Trà sân mật hồng sân đủ vị, lá dâm dương hoắc hàng trồng, hàng trồng là 350.000 một cân,
hàng rừng là 350.000 một lạng mọi người nhé. Lá dạ dày này, cỏ trĩ, cây gắm, cốt toái bổ, tắc kè đá khô. Đây là tắc kè đá, dưới này là cốt toái bổ. Đều là 150.000 một cân. Mũ cân khô 100.000 một cân. Hạt chuối cô đơn 150.000 một cân. Mức đắng nguyên quả 350.000 một cân. Minh Mạng Thang cái đóng túi này là 250.000 mọi người nhé. Còn đóng hộp bìa đẹp đẹp là 300.000. Đóng hộp bìa như này là 300.000. Hộp bìa đẹp để mọi người thể làm quà biếu. Muối chúa, rồi mọi người ủng hộ gì thì báo em nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.